Rồi ok, con gái tên gì vậy? Tôi là Kim Ngân. Kim Ngân, Kim Ngân ơi, con học đàn được bao lâu rồi? Học đàn 5 ngày. 5 ngày rồi con đánh được cái gì rồi? Đánh được. Phát sóng cấp 2 chưa? Dạ được. Dạ được rồi đúng không? Rồi mình biết nhịp phát chưa? Con học piano có vui không? Vui. À, rồi sau này con muốn học bài gì để mà con biểu diễn See You Again đúng không? Thầy có chào con tên là gì? Con tên Như Ý là mà học đàn còn ít hơn mấy em rồi đúng không con? Như Ý mới học được có 3 buổi hả? À, rồi Như Ý này đọc được phát âm chưa? À, rồi đọc được phát sai chưa? Giỏi rồi, bây giờ con học đàn con thấy vui không? Rồi sau này con thích bài, con đánh bài gì để con biểu diễn à? See you again luôn. Con gái tên gì? Con Kim Thư. Con tên Kim Thư. Kim Thư học đàn có vui không? Vui. Rồi cái tay mình phát được những tiếng đàn thì mình có thích không? Thích. Thích rồi. Vậy tại sao Kim Thư thích học đàn nhở? Con đi học có con thích học đàn. Vui đúng không? Vui rồi còn mình đánh ra mấy bản nhạc hay nữa đúng không? Dạ. Ừ rồi ok. Rồi tiếp theo con tên gì? Kim Khánh. Kim Khánh là học sinh giỏi, rất là học rất là tốt luôn. Rồi Kim Khánh ơi, con học đàn thì con thấy là có cái gì khó khăn không? Bài em được đấy các em. Có mấy cái hợp âm thì nó hơi khó. Có nghĩa là cái phần phát ma mình không có đầu khó dần đúng không? Thì nhưng mà là con đánh những cái bài khó thì con có thích không? Thích đúng không? Tại vì những cái bài đó khó xong rồi mình sẽ học được những cái bài càng ngày càng lên rồi đúng không? Dạ. Dạ ok, vậy cái bài mà sau này con muốn học để mà mình biểu diễn là bài gì? Bài Canon. Ok, rồi.